Kênh Đốc Quy Hồ Suối Đắk Nông xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ gửi anh chị cái mảnh vườn tiêu suối anh chị. Tiêu suối là tiêu suối đá nhưng mà mùa này nước hơi đục. Là cái mảnh vườn này của mình này là có là 100m mặt tiền đường nhựa. Là hiện tại em đang đứng ở chỗ đầu mảnh vườn anh chị, là ngay chỗ cái bụi bụi hoa cỏ lau này. Là cái hướng này á, là mình đi về ủy ban nhân dân xã Đạo Nghĩa phát sinh là chỉ mất cỡ tầm 4km thôi. Là từ đây là mình đi ra ngoài tới quốc lộ 14, chỗ Kiến Đức là khoảng tầm 15 cây. Còn cái hướng ngược lại nè anh chị, hướng ngược lại là cái hướng này là mình đi khoảng cỡ tầm 70km là mình đi qua tới thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng luôn ạ. Nên là tới cái đường này là đường tắt của mình đi về. Nếu mà anh chị nào ở bên Lâm Đồng á, mình đi qua, mình đi cái tuyến đường đường này á tới thủy điện Đồng Nai Năm á, là mình đi vào đường này là đi nó gần hơn cực kỳ nhiều luôn. Là 100m mặt tiền đường nhựa của mình nha anh chị, là bắt đầu từ đây, từ cái chỗ bụi hoa cỏ lau này là mình kéo đi theo mặt tiền đường nhựa này, là đi xuống đụng với phần suối luôn, là 100m ạ. Là cái bờ ranh của mình nha anh chị, là cũng rất là dễ thấy ạ. Cái từ cái dọc theo cái anh chị nhìn trước mặt này, cái bên cao su này của người ta này, của mình là từ ngay chỗ cái bờ cao giáp vườn cà phê này, chỗ đuôi này, đi thẳng lên trên 100m, đi dọc xuống theo mặt tiền đường này là 100m mặt tiền đường nhựa luôn. Còn 100m ở trên kia cũng đi xuống là 100m luôn anh chị. Là trong cái diện tích là 1 hectare đất ở xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông. Cái thế đất của mình là nó dương so với mặt đường nhiều anh chị, là đi lại đi lên trên này, cái phần ở trên kia kìa. Mình ở dưới đây thì mình nhìn vậy thôi, nhưng mà khi mình đứng ở trên kia mình cảm nhận đất là nó không có bị triền hay là nó không có bị dốc anh chị, đất là đất triền thôi. Là cái phần ở trên này là phần cao mặt đường, cao mặt suối. Cái phần dưới này là phần cầu này. Cái là mảnh đất của mình là có 100m mặt đường, 100m mặt suối, 100m mặt đường nhựa anh chị. Là xung quanh là khu dân cư hơi thưa một chút thôi, nhưng mà vẫn có dân sinh sống bình thường. Mặt tiền đường nhựa này là cái phần đuôi á, anh chị quan sát ở trên theo cái phần cuối video ha. Nói chung là cái bờ ranh cũng dễ thấy lắm ạ. Ở trên này có con đường đi vào, đường này là đường đi vào đường ở giữa dãy của mình đây, ở phần giáp như gần suối đây. Cái phần diện tích sườn suối này là cũng của mình luôn anh chị, là 100 từ ở trên đó đi xuống đây 100m. Là cái đoạn đường này là đi là những cái hộ dân bên trong là người ta còn đi con đường này nữa. Là đường này là đường đi chung anh chị, nằm trong đất của mình nhưng đường đi chung. Còn cái mặt suối mình là dưới đây, đất mình nó kéo qua cái trụ điện này luôn nè anh chị này, đi xuống là đụng suối luôn nè. Về mọi thông tin chi tiết thì em xin phép em để trên phần tiêu đề ha, giá cả cũng để phần tiêu đề luôn anh chị. 100m đường nhựa trên diện tích 1 hectare với 100m mặt suối. Ở xung quanh bên trong là cũng có mấy hộ dân người ta làm farm, làm nghỉ dưỡng á. Bây giờ cái mảnh này, phường này là thích hợp cho anh chị nào mà đầu tư về view, về lâu dài nghỉ dưỡng, đặc biệt là có 100m đường nhựa nên là mình xứng đáng để mình đầu tư anh chị. Là cái suối của mình này, tối hôm qua là nó mới mưa cho một cơn mưa lớn nên là cái phần suối này nước nó hiện tại là nước nó hơi đục một chút, nhưng mà suối này là suối đá anh chị. Em đứng trên phần đầu cầu đây, phần ở dưới kia là mặt suối nó sâu và rộng hơn anh chị. Mình quan sát này, nước bình thường là nó không mưa thì nước rất là trong. Đất đỏ ở đất đỏ Ba Giang này là nước cứ mưa xuống là suối nó hơi đục anh chị. Phần này phần đầu cầu là mình đứng đây làm nhìn được toàn cảnh nè anh chị ơi. Đó, bên cao su của người ta kìa, từ cái bên trụ điện kia anh chị thấy không, kéo đi qua đi hết phần cao su luôn, đi thẳng xuống dưới đụng suối. Đất của mình là bo triền, giống như khoảng gỡ phần cuối của quả đồi, nhưng mà đất là đất triền ạ. Cái hiện trạng trên đất mình là có một căn nhà chòi nhỏ anh chị, là cái nền xi măng trước mặt này. Cái bên cạnh suối là có một vài bụi tre nên là mình không có sợ bị sạt lở. Còn ở đây là trước mặt là đường dây điện anh chị, đường dây điện trước mặt nên là bây giờ mình muốn kéo thì cũng rất là dễ thôi. Cái suối này là suối đá đó anh chị, hôm nay nước thì ít mà nó che đá đi, do tối hôm qua có một trận mưa mà đây nước màu nước nó hơi đục như thế này. Mà cái mặt suối là rộng anh chị, là ôm 100m mặt suối này, 100m mặt đường trong cái diện tích là vuông vức là 1 hectare. Xung quanh là có dân rồi. Cái em đang đứng ở phần ở đuôi vườn này,
cái mảnh vườn của mình nó đuôi á, là ngay chỗ cái hàng cà phê kìa anh chị, đâm thẳng lên tới giáp cao su, giáp cái cao su kia là đi qua. Em cảm ơn anh chị đã theo dõi video ha. Em xin hẹn anh chị vào những video lần sau ạ. Xin chúc quý anh chị tìm được một mảnh vườn ưng ý để đầu tư sinh lời hoặc là an cư lập nghiệp ở Đắk Nông. Anh chị nào có phát sinh mua bán ở Đắk Nông thì hãy liên hệ bên em ha, 0911761968 ạ. Em cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin hẹn anh chị vào những video lần sau.